Vì sao sau 6 năm đi hát Jisoo vẫn bị chê hát tệ nhất Blackpink? Ở những sản phẩm mới nhất, từ Pink Venom ra mắt cho đến album đủ đầy Bonpink. Jisoo vẫn là người có giọng hát gây tranh cãi, Jisoo đang cho thấy là nhân tố lép vế nhất ở Blackpink. Từ 6 năm trước, khi những sản phẩm đầu tiên ra mắt như bumbaya Pixel, Jisoo đã luôn gây tranh cãi về giọng hát, đặc biệt. Trên những sân khấu hát live, Jisoo thậm chí bị cho là lạc quẻ so với nhóm. Khi hát yếu, cột hơi không ổn định, nhiều fan của Blackpink từng khiến các diễn đàn dậy sóng khi đưa giọng hát Jisoo thành chủ đề tranh cãi. Ở những ý kiến bênh vực, người hâm mộ cho rằng Jisoo giữ vị trí main visual nên không cần phải hát tốt nhất. Jisoo chỉ cần tập trung để là hình ảnh đẹp nhất, được chăm chút nhiều nhất nhóm là được. Tuy nhiên, các ý kiến phản biện cho rằng Jisoo với giọng hát đuối nhất nhóm đang trở thành điểm yếu ở Blackpink. Nhiều ý kiến cực đoan còn khẳng định Jisoo cần phải rời nhóm. Nếu không có Jisoo có thể Blackpink sẽ hoàn hảo hơn. Jisoo từng nhiều lần chia sẻ nỗi thất vọng, buồn bã khi đọc những tranh cãi về giọng hát của mình. Chính Jisoo cũng thừa nhận, cô không hát tốt bằng ba thành viên còn lại và sẽ không thể định hướng được tương lai nên làm gì nếu nhóm tan rã. Sau 6 năm, giọng hát của Jisoo dường như vẫn không thể cải thiện ở những sản phẩm mới. Ngay khi Pink Venom ra mắt, giọng hát của Jisoo đã bị đánh giá vẫn đuối nhất nhóm trong khi Jenny rap ngày càng chắc, Rose sở hữu vocal giọng hát vang. Sáng, ngọt ngào, Jisoo lại bị chê ở những nốt cao bị trói. Phần luyến lấy nghe chua, ở album đầy đủ bon ping, giọng hát của Jisoo tiếp tục đuối nhất ở các sản phẩm phát hành. Chưa kể, Jisoo luôn được sắp xếp hát sau, hoặc ngay trước phần thể hiện của Rose khiến khán giả lập tức có sự so sánh. Rose ngày càng khẳng định vị thế main vocalist, giọng hát chính. Cô sở hữu giọng hát khỏe và đẹp nhất nhóm, khi đứng cạnh Rose. Jisoo vô tình đã bộc lộ những điểm yếu trong giọng hát. Jisoo hát bị trói ở các nốt cao, giọng mỏng, Jisoo cần sự hỗ trợ lớn từ nhạc cụ để nghe dày hơn, hiện khán giả tiếp tục tranh cãi. Khi Jisoo ngày càng đuối cả ở vị trí main visual khi Jenny, Lisa thậm chí cả Rose đang sở hữu ngoại hình rực rỡ, cá tính, xu hướng thời trang cá tính mới đang hợp thời, bắt chen và có sức hút hơn hẳn so với hình ảnh nữ tính Jisoo quảng bá. Thậm chí, ngay cả phần vũ đạo, Jisoo cũng bị so sánh và không được đánh giá cao bằng ba thành viên còn lại.